Xin chào các bạn yêu thân mến đã quay trở lại với CJ. Nếu các bạn chưa bấm nút subscribe ở dưới, nút đăng ký ở dưới, hãy làm cái điều đấy ngay lập tức nhá. Và nếu mà các bạn đã subscribe rồi, hãy bấm cái nút nút chuông bên cạnh nhá. Ngoài ra, nếu mà các bạn muốn xem hoạt động của CJ hàng ngày, CJ làm gì, CJ cũng hay đăng mấy cái clip rất là hài trên fanpage của CJ. Các bạn xem bên này, nó sẽ có fanpage của CJ nhá. Và nếu mà các bạn muốn theo dõi CJ nhiều hơn thì các bạn hãy follow CJ trên Facebook của CJ và Instagram nha. Có rất là nhiều điều, rất là nhiều video hài mà CJ cũng đã đăng lên YouTube và CJ đăng lên fanpage luôn, nên các bạn hãy vào để xem nhá. Rồi, hôm nay CJ vừa mới nhận một món quà rất là đặc biệt từ ai nhỉ? Từ phía Google và Anakin. Anakin từ thực ra CJ nhận từ lần trước rồi, nhưng mà CJ chưa được quen. Và hôm nay tự dưng có một món quà rất là đặc biệt vừa về xong. Và CJ muốn khoe cho các bạn xem trong quà của Google thì CJ chưa biết là cái gì. Còn quà Anakin thì rất là đơn giản thôi. Nó là một cái quà cũng với CJ khá là đặc biệt, với các bạn thì có thể là rất là bình thường. Đó, nó là một cái chai. Nếu mà các bạn thấy cái chai này thì nó khá là bình thường đúng không? Chả có gì nó kiểu, chả có gì đặc biệt cả. Tuy nhiên nếu mà các bạn xơi thật kỹ vào thì các bạn sẽ biết là chai này nó có cái gì siêu đặc biệt. Và chính là Anakin đã ghi rõ ràng tên của CJ vào cái chai này cho các bạn coi nha. Nhìn nè, chị có thấy tên của CJ không? Trời ơi, chị không biết làm sao chai này không phải là để uống cả mà để trưng bày ở nhà luôn. Và Tết này CJ cũng sẽ về nước nên là CJ sẽ mang về nhà để khoe các gia đình đó. Mặc dù là CJ cũng cái này là CJ được nhận từ phía Anakin và CJ thấy rất là vinh dự khi được bên Anakin thấy mình xứng đáng để nhận những cái món quà này. Cảm ơn các bạn Anakin nha, xin cảm ơn rất nhiều. Còn một quà từ phía Google mà CJ chưa biết là quà gì. Món quà rất là, CJ có biết có đặc biệt không? Bởi CJ chưa biết là trong đấy có cái gì, nhưng mà tại sao Google làm gì lúc nào cũng phải xanh chẳng nhỉ? Có một cái túi này rất là chất. Ngoài ra thì trong đấy thì ok, không có gì nữa ngoài cái này. Rồi, như các bạn có thể nhìn thấy, có chữ Google trên này này. Và đây là lần đầu tiên CJ sẽ mở nhá. Ok, let's see, trong này có cái gì nhỉ? Nếu mà các bạn đã thấy một cái video mà CJ làm cái video thanh niên trên báo Thanh Niên ấy, CJ có mặc một cái áo, CJ sẽ để link ở trên này các bạn xem nhé. CJ mặc một cái áo cũng là áo dài như thế này, tuy nhiên là cái áo đấy là áo thuê mà CJ cũng nói cho nhóm Google là CJ rất là thích cái áo này, ước gì mình được một cái. Hóa ra là họ sẽ chuẩn bị sẵn một cái và gửi quà tặng CJ luôn. Ôi trời ơi, vinh dự quá trời. Wow. Wow, tóm lại là xin cảm ơn bên Google và cái YouTube đã gửi một cái món quà rất là đặc biệt. Và Tết này CJ đã có một cái bộ quần áo truyền thống của Việt Nam để mang về nhà để cho bố mẹ xem là Việt Nam có bộ áo đẹp như thế nào. Ôi trời ơi, thực ra là cái này cũng phù hợp, cũng giống cái kiểu mà ở quê hương của CJ cũng có một cái style như thế này. Ok, thôi không nói nhiều nữa, bây giờ mình đi mặc thử thôi.
Alright, cả nhà hãy xem nhá. Let's go.